Thưa quý vị khán giả, huyện Cát Tiên hiện đang triển khai đề án phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, có khá nhiều người dân vẫn lo ngại và băn khoăn về hiệu quả của mô hình này. Trong đó, nổi bật nhất là vấn đề hỗ trợ thêm về nguồn vốn ưu đãi, các quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi và nhanh chóng xây dựng trạm thu mua sữa tươi trên địa bàn đang được bà con quan tâm. Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên đặt quyết tâm rất cao trong việc thực hiện đề án Đồng thời sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhằm đồng hành với người chăn nuôi trên địa bàn. Trong thời gian qua, các cấp các ngành trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân tổ chức và cá nhân về các nội dung của đề án, các tiềm năng lợi thế và các điều kiện về nhân lực, nguồn lực, nguồn nguyên liệu thức ăn, khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn huyện phù hợp cho phát triển chăn nuôi bò sữa. Phương án chăn nuôi bò sữa trên địa bàn huyện trong thời gian tới tổ chức gặp gỡ đối thoại với bà con để lắng nghe tâm tư, tình cảm cũng như những khó khăn vướng mắt của bà con nhằm có sự hỗ trợ kịp thời. Từ thực tế đã có rất nhiều hộ nông dân tại địa phương trong và ngoài tỉnh thành công làm giàu từ mô hình chăn nuôi bò sữa. Mặt khác hiện nhu cầu sữa tươi trong nước đang rất cao và cung chưa đáp ứng đủ cầu nên ngành chăn nuôi bò sữa đã đang và sẽ tiếp tục là một ngành hứa hẹn mang đến cơ hội lớn cho người dân trên địa bàn huyện nâng cao thu nhập vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên mong muốn người dân tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện nên tích cực mạnh dạn đầu tư vốn, nguồn lực tham gia phát triển chăn nuôi bò sữa. Theo dự kiến, đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, huyện Cát Tiên sẽ tiếp nhận lứa bò giống với số lượng là 150 con đầu tiên về địa phương.